Thế thì họ là người tốt, đời sống không mất thứ gì, sống một tốt hơn đầy đủ, tốt hơn nhiều, có thể sanh lên mọi cờ để được tốt đẹp. Phải tìm được họ là người nghiệp đạo, phước đức trí tuệ để giáo hóa loài chúng sanh. Thank you.